Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ về cái kinh nghiệm sửa chữa cái máy giặt. Cái vấn đề hôm nay mình bàn đến là cái vấn đề xử lý triệt để cái lỗi E23 trong cái bo máy giặt Toshiba Inverter, hay là cái lỗi, nói chung là cái lỗi công tắc cửa chốt. Thì để ta xử lý cái triệt để được cái vấn đề cái lỗi E23 trong cái máy giặt Toshiba thì ta phải nắm được cái sơ đồ nguyên lý nó hoạt động ra sao, cấu tạo của công tắc cửa. Mình xin được trình bày. Đây là cái công tắc chốt cửa của máy giặt Toshiba Inverter D980, 3 giây, trắng, đèn nâu. Nó nhìn rõ không? 3 giây, trắng, đèn nâu. Thì muốn xử lý triệt để được cái vấn đề cái lỗi E23 trong cái máy giặt Toshiba thì ta phải nắm được cái sơ đồ khối của nó. Đây là cái công tắc chốt cửa. Thì cái công tắc chốt cửa này muốn hoạt động được thì nó phải có một cái lệnh. Thì ta sẽ hình dung sơ đồ khối nôm na như này. Đây là vị xử lý. Đây là công tắc chốt cửa. Thì công tắc chốt cửa này chạy hay không chạy thì nó phải có cái lệnh của từ vi xử lý. Thì đây là đường lệnh tế. Đây tôi gọi là lệnh. Khi phi xử lý ra lệnh cho công tắc chốt cửa đóng thì công tắc cửa này hoạt động hay không hoạt động thì con vi xử lý này phải biết được là cái chốt này có chạy hay không chạy, thì thông qua cái đường báo về VC. Đây ta gọi nó là đường hồi tiếp. Thế bây giờ cái lỗi E23 là lỗi công tắc cửa. Thì nếu cái lệnh từ vi xử lý này ra mất lỗi E23, bản thân công tắc cửa này hư trong cái công tắc cửa này cũng không có hồi tiếp báo ở đây, báo về IC thì cũng lỗi E23, mất cái hồi tiếp này trên cái mạch hồi tiếp này về cũng không có xung đột về vì xử lý này cũng lỗi E23. Vậy xử lý triệt để cái vấn đề E23 trong cái bo mạch Toshiba Inverter này thì ta nắm được cái sơ đồ khối của nó, gồm có lệnh để đóng mở cho công tắc này chạy. Rồi khi chạy rồi thì nó có đường báo về cho IC. Khi ta nắm được cái sơ đồ khối này rồi thì ta sẽ xử lý triệt để được. Có khi nó không có đường hồi tiếp về, không có xung đưa về chân vi xử lý báo E23, trong khi đó là cứ đi thay công tắc cửa. Công tắc cửa này Toshiba trên thị trường bán giờ là 450.000, tương đối mắc. Thế để ta
xử lý triệt để, chính xác, nhanh về cái vấn đề E23 này. Thì ta nắm rõ được cái sơ đồ khối, cái cấu tạo của chốt, công tắc chốt này, cái đường hồi tiếp này gồm những linh kiện gì, cái đường lạnh này gồm những linh kiện gì. Đó là cái sơ khối. Giờ mình xin được trình bày nó trực tiếp trên cái mạch máy giặt Toshiba. Đây là cái chấu để cắm cái công tắc chốt cửa này, gồm có 3 chấu. Và dây màu trắng, màu đen và màu nâu. Thì sơ đồ dây trên cái công tắc chốt này thì màu trắng là pha trung, pha N, thì màu đen là pha L, còn dây nâu này là pha N qua tiếp điểm của cái công tắc chốt này, này kết hợp với một số linh kiện trên mạch báo về vì xử lý là biết là cái chốt này đóng hay chưa. Giờ mình xin được chia sẻ trên cái trực tiếp trên cái mạch này. Đây là con vi xử lý thạch anh này. Vi xử lý qua một con chăn tin son số này, qua dây bẹ, qua một con điện trở, đây là 680 ohm, vào chân số 2 của con R33MF51. Chân số 3 của con R33 này được nối với nguồn 15V. Chân số 6 của con này được nối với một pha ACL. Khi DC này hoạt động thì nó sẽ đóng chân số 6 làm pha R nối sang chân số 8 đưa cái pha ACL. Và trong cái công tắc chốt này, con dây trong công tắc chốt. Và khi cái công tắc này chạy, chốt chạy thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm trong cái công tắc này. Đưa ra dây màu nâu là pha N. Pha N này qua hai con điện trở. Một con 39 kg, một con 50, một con 50, một con 62 kg, qua một con diode nắn vào chân số 1 của con photo quang, chân số 2 của con photo quang qua hai con điện trở cũng là một con 39 kg và một con 62 kg, đưa về pha N. Tạo thành dòng điện chạy qua chân 1-2 của photo quang. Chân 3-4 của photo quang này được dẫn. Chân số 4 này được nối nguồn 5V. Điện trở súng mát đưa về, đưa một cái xung điện về chân của con vi xử lý này. Báo cho vì xử lý biết là cái chốt này đã được đóng hay chưa. Nếu không có xung thì máy sẽ báo lỗi E23. Giờ mình xin được
sơ đồ thực tế của nó. Sơ đồ thực tế của cái mạch công tắc chốt cửa này cũng đơn giản thôi. Đây là vi xử lý. Đây là một cái lạnh. Một cái đèn số. B, E, C. Chân C này được nối vào chân số 2. Đây là A, R. Số 2. Con IC này IC hình thức 8 chân nhưng mà chỉ có 7 chân. Chân số 3 này được nối với nguồn. Nguồn 5V. Chân 1, số 4. Đây là chân số 8, 7 vào trống 6. Chân số 5. Đây là con ăn. Chân số 3, chân số 2, chân con IC, R và MF51 này đến nó là một con đi hút. Chân số 6 và chân số 8 này tôi hiểu là đó là một con chiếc. Chân số 6 này thì được nối với nguồn điện A, C, L. Đấy. Đây là 3 dây của công tắc chốt cửa này. Trắng, đen, nâu. Màu trắng này được cắt trực tiếp đường AC, N. Chân số 8 này được nối với chân một dây màu đen này. Đây là ACN. Cái dây nâu này đường ACN. Đây là dây kết hợp với linh kiện, số linh kiện thì báo xung về cho vi xử lý. Trong cái công tắc chốt cửa thì nó có một cái tiếp điểm để khi cái motor trong cái chốt cửa này nó quay đưa cái chốt ra ngoài cùng thì nó đóng cái tiếp điểm dưới cái dây ACN này. Dẫn dây với màu nâu vào đây. Thì dây màu nâu này sẽ được, dây màu nâu là dây ACN này được kết hợp với hai con điện trở.
180 ohm nha. Một con diode. Rồi. Vào chân số 1. Con photo quang là chân số 2. Chân số 2 của con photo quang này được gắn qua hai con điện trở. Về cái đường ACL kính mạch. Chân số 4, chân số 3 photo quang này. Chân số 4 được nối với nguồn này là 5V. Trở xuống. Rồi xuống mát. Chân là số 3 này. Rồi xuống mát. Rồi. Từ đây sẽ đưa cái xung về chân của vi xử lý. Để báo cho vi xử lý biết là công tắc này đã được đóng. Được chốt. Thì sẽ ra lệnh ngắt cái đường này. Ngắt cái đường ACN cho cái chốt dừng. Còn đây là toàn bộ con này, cái này gọi là R 680 ohm. Đây toàn bộ là cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch công tắc, chốt cửa, nhìn rõ không? Thì bây giờ nó hoạt động ra sao này? Thì nguyên lý hoạt động của nó thì khi ta khởi động chọn chế độ vắt, bấm start khởi động thì vi xử lý nó sẽ ra lệnh 5V đây cho con đèn này dẫn này. Con đèn này dẫn thì nó đưa cái 15V này qua con diode này xuống mát tạo thành dòng, thì nó sẽ mở con chiếc trong con R33MF này dẫn đưa một pha của từ chân nối chân thứ 6 sang chân thứ 8. Thì này hình thức là đưa cái ACL này từ chân thứ 6 con 8 vào cái dây đen của công tắc chốt cửa. Cái dây màu trắng là ACN được nối trực tiếp. Khi có pha AC đưa vào một đầu dây của quận motor trong cái công tắc chốt cửa. Chốt cửa thì motor nó sẽ quay, nó sẽ đẩy cái chốt này ra ngoài cùng này, thì nó đóng cái tiếp điểm này lại, thì nó sẽ đưa cái đường dây ACN này qua cái tiếp điểm xuống cái dây nâu. Cái dây nâu này sẽ chạy xuống kết hợp với hai con điện trở, một con diode vào chân số 1 của con photo quang, tạo qua sang chân số 2 qua hai con điện trở về chân ACL kín mạch tạo ra dòng điện sẽ qua con diode cảm ứng trắng con chân số 3 và chân số 4 thì sẽ tạo ra được cái xung điện báo về cho vi xử lý. Thì vi xử lý sẽ hiểu được là cái công tắc này được chốt rồi thì nó sẽ có xung máy báo về, thì nó sẽ ngắt cái đường lệnh người ta để dừng cái công tắc cửa. Khi ta nắm rõ được cái sơ đồ, khối sơ đồ nguyên lý của nó, thì cái lỗi E23 nó hư trên cái đường lệnh này, cũng lỗi E23 hư trong bản thân cái công tắc cửa này, công tắc chốt này này,
đây là ba dây đứt cuộn dây hoặc là cái công tắc thì không tiếp, tiếp điện thì không tiếp, ăn không ăn, không có đường lạnh đưa, không có đường báo về này, không có em vào. Bây giờ là cách kiểm tra, cụ thể cách kiểm tra cái công nhanh nhất, chính xác nhất cái công tắc này hư hay là cái đường lạnh hay là cái đường hồi tiếp báo về này hư. Một số anh em thợ thì làm lâu năm kinh nghiệm rồi thì bật máy lên khởi động để chế độ phát khởi động lên thì anh em đã biết được là 50% là nó hư cái đường báo về hay là hư trong cái công tắc cửa này. Bằng cách là bật máy lên thì ta nghe hoặc ta sờ tay vào cái chỗ cái công tắc chốt cửa này. Nếu khi ta để cho chỗ đội vắt, ta bật khởi động mà cái công tắc cửa này nó có chạy ra chạy vô 2-3 lần rồi nó báo E23 thì ta khẳng định được là cái lệnh từ vi xử lý. Đến cái công tắc cửa này ok rồi. Thì bây giờ thì bằng một phương pháp đo để ta loại được trực tiếp là nó hư trong cái công tắc cửa này hay là hư cái đường lạnh này báo về vi xử lý. Bằng cách ta để theo thang ôm hoặc một cách là ta để đo đồng hồ về thang ôm, ta đo dây máu, ta để đo dây màu trắng và kẹp dây màu trắng và dây màu nâu, ta mở máy để chế độ vắt khởi động lên, khi máy chạy mà ta thấy đồng hồ lên ôm chứng tỏ là công tắc này tốt, motor chạy tốt, tiếp điểm tốt. Còn trường hợp mà cái đồng hồ này không lên ôm chứng tỏ là cái tiết điểm này, trong cái công tắc chốt cửa này mô ve bị rỉ, bị nhiễm điện, không ăn, không có đường ACN này báo về như xử lý. Còn trường hợp thứ hai là khi ta bật máy lên, ta khởi động chế độ vắt khởi động lên, ta không thấy cái công tắc chốt này nó chạy, thì lúc đó ta phải mở cái lấy công tắc chốt này ra kiểm tra. Bằng cách sẽ đo ôm cuộn dây, đo cái dây màu trắng và màu đen nó có ôm thì cuộn dây này tốt, mà không chạy thì là cái đường lạnh này hư. Các em nắm rõ được cái sơ đồ nguyên lý, cái cấu tạo của cái công tắc chốt cửa này thì mình sẽ xử lý được triệt để cái lỗi E23 trong cái máy giặt Toshiba nói chung và cái Toshiba inverter này nó riêng này. Còn đây là cái cấu tạo của trong cái mình tháo ra này công tắc chốt cửa. Trong công tắc chốt cửa này nó gồm một cái motor, một cái trục lệch tâm này, để nó khi cái motor này chạy này, khi cái motor này chạy này thì nó sẽ đẩy cái chốt cửa này ra ngoài cùng. Cái chốt cửa ngoài cùng này thì nó có một cái tiếp điểm này. Tiếp điểm này nó sẽ tác động lên cái thanh đồng này để đóng cái pha N này sang cái dây màu nâu đưa về cho vi xử lý. Cái công tắc cửa này nó hay hư nhất là cái hư cái tiếp điểm, mà nhìn rõ cái tiếp điểm lâu ngày nó bị oxy hóa mà không ăn, cho dù cái motor này tốt chốt có chạy ra chạy vô nhưng cái tiếp điểm không được đóng thì vẫn lỗi E23. Thì bằng cách xác định, bằng cách đo đó, ta biết xác định là nó hư phần mạch
hay là hư trong bản thân cái công tắc chốt cửa này để ta xác định rõ, để khỏi phải đi mua công tắc chốt cửa khác mà trong khi đó công tắc chốt cửa nó không hư, nó hư trên đường mạch. Thì đó là mình trình bày toàn bộ cái vấn đề sơ đồ, cái cấu tạo của cái bo mạch và cái chốt cửa Toshiba, cũng như cái lỗi cái E23 cái máy giặt Toshiba Inverter. Nhằm chia sẻ giúp đỡ mấy anh em mới vào nghề chưa biết về cái sửa chữa này thì mình tham khảo để đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền. Rồi thì đến đây thì mình xin được phép được dừng video. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại cái video clip sau nhé.